Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên cả nước đồng loạt có nắng nóng, thậm chí là nơi nào cũng có nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Một số nơi đã ghi nhận được mức nhiệt trên 40 độ như là Tương Dương của Nghệ An 41,6 độ, Ba Đồn Quảng Bình 41,6 độ, Đông Hà Quảng Trị 42,1 độ, thành phố Huế Thừa Thiên Huế 41,4 độ, Ba Tơ của Quảng Ngãi 41,3 độ. Tình trạng nóng bức trên các khu vực được dự báo vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai, trong đó chảo lửa miền Trung vẫn là nơi nóng nhất trên cả nước. Cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ đều từ 37 độ trở lên. Thậm chí những điểm như là Tương Dương của Nghệ An, Ba Đồn của Quảng Bình, Đông Hà Quảng Trị, thành phố Huế Thừa Thiên Huế hay là Ba Tơ của Quảng Ngãi, nhiệt độ còn có thể lên tới từ 41 đến 43 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình cũng ở ngưỡng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt từ 36 đến 39 độ, thậm chí trên 40 độ. Phần còn lại của Bắc Bộ cũng có nắng nóng nhưng cường độ bớt gắt hơn, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Nam của Trung Bộ là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng có mức nhiệt tương tự trong khoảng 34 đến 37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực phía Nam, nguyên nhân do khối khí biển ổn định bao trùm. Dự báo mức nhiệt trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ từ 35 đến 37 độ. Riêng An Khê và Ajunpa ở Gia Lai, Ea Hờ Leo, Madrak, Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk hay là Cát Tiên thuộc Lâm Đồng có nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt từ 38 đến 39 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, khu vực miền Tây, mức nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Còn ở miền Đông, nền nhiệt cao từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Trên biển, cùng với sự hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.